Xin chào tất cả anh chị và các bạn đã đến với kênh YouTube của TTT Việt Nam. Thì ở trong cái video ngày hôm nay thì Hữu Nhất lại có mặt tại công trình dự án nghỉ dưỡng sinh thái tại Bắc Ninh các bạn nhé, để chia sẻ với anh chị các bạn một cái giải pháp kết cấu cũng rất là đặc biệt. Đó là giải pháp kết cấu mái ngói cho nhà Bát Giác, một cái nhà mà có 8 cái khối mái lao vào nhau tại một cái điểm đỉnh ở bên trên. Thì cái này thì hay áp dụng cho những cái công trình nghỉ dưỡng, hoặc là chúng ta có những cái công trình nằm trong khu dự án. Thì anh chị và các bạn hãy tham khảo để đưa ra được những cái phương án cho công trình của nhà mình. Quay trở lại với công trình nhà Bát Giác tại khu du lịch sinh thái Từ Sơn, Bắc Ninh. Thì ngay đằng sau tôi đây là một cái khối nhà với diện tích là 350 m2, cái phần mái ngói. Và ở đây là chủ đầu tư đã sử dụng cái khu này làm khu vui chơi cho trẻ em, đúng không ạ? Thì cái phần mái bên trên là khối nhà ở trên cái phần tầng 2 như thế này. Đấy, với cái đề bài đưa ra của chủ đầu tư đó là làm một cái phần mái, nhưng mà đua ra cái phần này là chúng tôi là đua ra là tầm 1m8 cho đến 2m các bạn nhé. Đấy, 1m8 cho đến 2m cái phần đua ra. Đấy, thì cái kết cấu chúng ta sử dụng như thế nào để vừa thẩm mỹ mà vẫn đảm bảo về khả năng chịu lực, thì chúng tôi đã nghiên cứu và đưa ra một cái giải pháp kết cấu phù hợp với cái công trình của nhà chủ đầu tư ở đây. Và sau khi mà làm xong thì cũng mọi người cũng đều rất là cảm thấy hài lòng với cái giải pháp này. Thì tôi chia sẻ với anh chị các bạn, đó là đối với những công trình giải pháp như thế này, với hệ kết cấu thông thường thì chúng ta không làm đua ra được sai như thế các bạn nhé. Các bạn hãy sử dụng cái hệ dầm C200, dầm C200 để đấu từ đỉnh của cái đỉnh chóp trên cùng đấy, và chúng ta đấu ra cái phần các cái phần góc như thế này. Đấy. Và chúng ta kết nối các cái dầm C200 này, dầm C200 này dày 2 ly các bạn nhé, kết nối cái dầm C200 này bằng các cái thanh xà gồ. Thanh xà gồ các bạn có thể thấy là đấu nối bằng cái thanh xà gồ đấy ạ. Đấy, đấu nối bằng thanh xà gồ. Đó, và trên cái thanh xà gồ này là chúng tôi sẽ sử dụng là thanh cầu phong. Thanh cầu phong là cái thanh mà nó chĩa về phía camera đấy ạ, về phía trước mặt các bạn đấy. Đấy, và bên trên là chúng ta sẽ làm li tô và lợp ngói các bạn nhé. Đó, thì đây là một cái giải pháp kết cấu mà chúng tôi đang áp dụng cho cái công trình này.